sao đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xa, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đó. Cả tiếng kêu những kẻ tiếng tai, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên sử kỷ hậu lai sử bị bắt lỗi người, phải xét lỗi mình, vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chí người quân tử. Người biết đạo phải gìn ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Trong mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghìn ngang mang lời. Tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng mang. Ta cùng điên nói đại nói càng, chẳng có sợ ai dày ai mắng. Trời còn lúc tối mưa sớm nắng, thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới lành. Tâm từ bi sanh thể ngọc ngà, trong các báo khó bị tánh thiền. Phải xử thế chớ nên bày biện, miệng xảo thường kiên tâm thân. Việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tâm lẫn lường trao đâu. Các công cuộc của người tâm xấu, ta giữ gìn chớ có nhiễm vào. Tâm bằng tâm chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết dạo đường chân. Ta dạy thế mượn lời Phật thánh, nên truyền ban cho chúng sanh từ. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Khuyên bổn đạo lập thân nuôi chi, đặng chờ ngày yên kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lúc hút, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Tham công danh quên chữ thành, mơ
Nam mô A Di Đà Phật. Tùng Quy kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào bà con xa gần, chào những người thân quen trên kênh Tùng Quy. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì Tùng Quy đã trở lại chùa An Hòa Tự, chùa thầy. Thì hôm nay là ngày 24 tháng Giêng 2024 âm lịch. Kính thưa quý vị, hôm nay Tùng Quy vắng chùa cũng mấy ngày rồi nên cảm thấy cũng hơi buồn vô, thiếu gì đó vậy gì. Giờ đây Tùng Quy trở lại và để mà cập nhật chương trình, phát qua chương trình mà hôm nay ở tại chùa An Hòa Tự. Không cái gì thì lời nói đầu tiên thì Tùng Quy kính chúc toàn thể quý vị xa gần được luôn mạnh khỏe, bình an. Quý vị ở bên cạnh người thân được tròn đầy hạnh phúc, và quý vị sẽ được, cũng mong rằng quý vị sẽ được Đức Phật gia trì, gia hộ, và Đức Thầy cũng thường hỗ độ quý vị. Kính thưa quý vị, chào chú Phú. Chào. Hôm nay chú khỏe không chú? Không phải mấy. Không được phải mấy. Hôm nay con vắng chùa mà không biết chú rồi sao? Dạ. Hôm nay con trở lại thấy bà con mình bữa nay bộ đi chùa hết chú. Hết. Dạ, qua chủ nhật đông không? Hôm qua con không được đâu, có bữa hôm kia đâu. Dạ. 23 không? Ủa sao vậy hả? Bữa 23 là ngày hôm qua. 24 là hôm nay á. Bữa nay 24. Hôm nay bữa hôm nay đông. Đông, 22 đông ha. Hôm nay đông. Dạ. Chú Phú nói là bữa 22 đông quá vậy. Thì tại vì trong cái tháng Giêng bà con mình vẫn còn đi chùa, rồi vẫn còn đi núi tham quan, nên sẵn ghé chùa đó quý vị. Hiện tại thì ngày nay thì bà con không đông. Các quý vị thì Tùng quên cũng không Tùng quê cũng không quên nhắc nhở toàn thể quý vị nhớ niệm Phật thường xuyên, bởi vì niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp, thiền từ thì rước lại non bọc. Quý vị, một khi mà chúng ta niệm Phật thành kính và nhiếp tâm cần chuyên á quý vị, là tâm chúng ta không rời Nam Mô A Di Đà Phật, thì kính thưa quý vị, đó là một cái pháp môn, một cái cách để chúng ta nhiếp tâm quý vị. Bởi vì quý vị mà không nhớ niệm Phật thì quý vị sẽ nhớ chuyện khác. Nếu quý vị không nhớ niệm Phật thì quý vị sẽ phiền não. Nếu quý vị không nhớ niệm Phật thì quý vị sẽ sân hận khi quý vị gặp cảnh đó quý vị. Thành ra mỗi khi mỗi lúc mà chúng ta thường nhớ niệm Phật, nếu chúng ta là người làm công quả, nếu chúng ta là làm người công nhân, nếu chúng ta là người tài xế, tất cả mọi nhân viên, nếu quý vị đều nhớ niệm Phật thì quý vị ơi, thì tất cả đều bình yên, bình an. Thành ra do đó thì cũng mong rằng toàn thể quý vị cố gắng thành tâm niệm Phật. Thứ nhất là quý vị nhiếp được tâm mình thì tương lai trí huệ của quý vị sẽ phát khai, trí huệ mình sẽ thắng suốt hơn. Đó là thứ nhất. Và thứ hai là quý vị được sự trợ che của Đức Phật, bởi vì khi quý vị nhắc niệm Đức Phật thường xuyên thì tất nhiên thì sẽ được Đức Phật A Di Đà thường để ý tới mình đó quý vị. Tại vì niệm chữ Di Đà, khi mình niệm một câu thì Đức Phật A Di Đà đều nghe rõ ràng và Ngài sẽ nhiếp họ cho chúng ta. Bởi vì hằng ngày mà chúng ta nhớ Phật, tưởng Phật và thường niệm Phật, đó là một điều hết sức là quý giá quý vị, đó là công đức. Bởi vì Đức Phật là một cái vị Phật công đức vô lượng mà thường chúng ta nhắc đến,
và chúng ta thường nhớ, thường niệm, thì đó là một cái điều giống như là chúng ta đang nhắc đến cha mình, mẹ mình. Nói về chữ hiếu quý vị, quý vị sống hàng ngày mà quý vị thường nhớ đến cha mình, mẹ mình, thì tất nhiên cha mẹ mình sẽ thương chúng ta rất là nhiều. Còn quý vị thường nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật, thì Đức Phật cũng quan tâm quý vị thật là nhiều. Và đôi lời nhắc nhở trong lúc đầu tiên. Giờ đây thì Tùng Quê kính mời quý vị vào trong hén quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị hướng đến tâm bảo để đại các chư Phật đồng thành lời. Nam Mô A Di Đà Phật, kính mời quý vị đảnh lễ Đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ở trên trang Phật bông, bữa nay là bông ly quý vị, bông rất là đẹp. Kính thưa quý vị, có một bà cô đang ngồi niệm Phật thôi. Cái thưa quý vị, ngày thường hôm nay như vậy mà bà con mình cũng đông đó quý vị. Hiện tại thì vẫn có bà con. Con hay gì? Con. Ồ, em phải tài người ta quá. Bà con cũng đúng rồi, mời chúc dùng cơm để chúc quý bà con được dồi dào sức khỏe, vui tươi, khỏe mạnh, gặp điều may mắn. Ông trên chư Phật tổ mình tai qua nạn khỏi hết. À, cái lũ quý vị hôm nay là nơi bàn Phật là bông ly nhé quý vị. Bông ly rất là đẹp. Nè, chỗ đẩy bông diêu đó. Đẩy bông diêu đó hả? Ừ. Cô tối nay, tối nay. Chỗ này có hả? Tối nay là có. Đặt YouTube coi ha. Tùng Quê, Tùng chùa An Hòa Tự. Rồi, cảm ơn. Ngày nay là ngày 24. 24. Ngày 24 mình đi đi núi cũng được, giờ mình đi chùa An Hòa Tự cúng đi. Đúng rồi. Xa. Vậy được rồi. Cảm ơn. Dạ, chào chị. Tôi gọi là ba giải. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì bà con mình cũng đi chùa, mình thấy cũng rất là đông. Mà thấy cũng đông quý vị. Chùa thầy thì lúc nào cũng vậy quý vị. Lúc nào cũng có bà con mình đi cúng. Thì bông ly rất sức đẹp luôn.
gì cũng kính mời toàn thể quý vị hướng đến Đức Phật vừa làm cảnh lễ. Nam mô Di Đà Phật. Lời phạm là có hai bình phong cũng rất là đẹp. Bình bông ly đơn sơ mà cũng rất là đẹp nhé. Các bông này thì ngày mai ngày mốt thì sẽ nở ra. Kính mời quý vị kinh lễ đọc mặt tổ sư. Khi mà chúng ta đi chùa, Phật giả là quý vị tâm đến các vị Bồ Tát, các vị tổ sư, các vị Phật, các quý vị mà kính lễ, thành tâm trí nguyện quý vị đều có công đức, có công đức và phước đức. Lại đi con. Rất là quý. Lại đi. Xin mời quý vị đảnh lễ Đức Thầy. Xin mời quý vị kính lễ Đức Thầy xong rồi mình là chiêm ngưỡng nhau đi, chiêm ngưỡng cho Đức Thầy. Bông cũng là bông ly khá đẹp. Kính mời quý vị hướng đến Quan Âm Long Hải, chúng ta ở đây đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Hiện tại quý vị thấy là trên ngôi thờ Quan Âm Long Hải có hai bình bông. Vì khi đến nơi chuyên dung thầy, quý vị nhớ là có một cái tấm bảng là để miễn lại. Quý vị nhớ là Đức Thầy không cho phép chúng ta lại thầy. Và luôn cả đường sống nữa quý vị. Chỉ có cha mẹ qua đời thì mới được lại. Còn Đức Thầy thì quý vị cũng biết là Đức Thầy chỉ vắng mặt cho chúng ta hiện tại để mà lo tu và thử thách. Cho thầy thì không có mắt nha quý vị, nên chúng ta không được lại. Thầy chỉ vắng mặt để cho tín đồ và coi như là tự tu tự hành, rồi sau này mình mới biết là cái sự tu của chúng ta khi mà không có thầy như thế nào hết. Nơi đây thì nơi bàn Đức Phật Thầy Tế An, quý vị xin mời quý vị kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nơi nội thờ Đức Phật Thầy Tế An thì quý vị thấy là có hai bình bông cũng là bông ly. Thì mình được biết thì có một vị là ở chỗ mới nha quý vị. Vị này thì đăng ký vào những ngày bình thường thì vị này sẽ đem bông đến cúng, mà đặc biệt là bông ly. Nên lúc này là cái lúc ở khoảng giữa bông, tại vì ngày rằm thì đã qua khoảng chừng 5-7 ngày thì sẽ bị héo. Nên vào ngày này thì cái vị ở chùa, ở gần đô chùa Sẽ Môn cái gì đó vậy, cái cô này đăng ký
vào hàng tháng luôn vậy, đem bông tới cắm trong phận này, có gì bông rất là đẹp không vậy. Kính mời quý vị hướng đến Cụ Quyền hành kính lễ. Nơi Cụ Quyền thì cũng có một bình bông. Và kính thưa quý vị thân mến, nơi đây thì quý vị thấy là vàng kế nghiệp. Kính mời quý vị, nơi đây là thờ những cái vị mà làm trụ trì chùa sau khi mất thì được lên một thờ này chẳng quý vị. Nơi đây cũng có hai cái bình bông, một bên là bình bông cúc trắng. Mình là cung ly hôm nay thì bà con mình cũng lá gai gì đó, chùa thầy thì lúc nào cũng có người cúng lá gai lá gai. Kính mời quý vị đến bàn bát tánh, thì ở đây thì quý vị biết là cũng như là bàn đồng bào nhân loại đó, tất cả những người đạo Phật. Thì nếu quý vị những người mà muốn vào chùa khi chết rồi mà muốn vào chùa để tu thì được thỉnh đến bàn này. Phương pháp thỉnh thì quý vị thấy là từ ở nhà mình cứ việc nguyện giấy và mình bưng đưa hương đến đây, rồi khi bưng đến đưa hương đến đây hay hoặc giả là ba chân nhang mình sẽ gửi vào cái lưu hương này nhận việc, chứ không có hình tượng, mình không có nhận hình tại chùa thầy, không có nhận hình thì chỉ vô duy mà thôi, và mời thỉnh người đó ở đây để rồi mà lo tu. Mời đạo Phật. Kính thưa quý vị, giờ đây Tùng Quê sẽ xin phép rời khỏi phía trong chánh điện để rồi Tùng Quê sẽ đi lần ở phía sau. Hôm nay thì mình không biết là phía sau tình hình như thế nào. Em đi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cũng nhân dịp cho quý vị xem hiện nay hậu cần mình đang nấu cơm như thế nào. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay phong cảnh chùa thì trở lại bình thường nhé quý vị. Vào những ngày Tết, vào những ngày mà lễ rằm thượng nguyên thì phong cảnh nó rất là đẹp, vì cờ hoa rồi lại những cái khuôn cổng. Thì hôm nay thì đã qua rồi trở lại cái phong cảnh ngày thường. Quý vị thân mến, hiện tại thì nơi đây thì là tiểu ban nghênh đón phát hành sấm giảng là ban tài chính. Ở đây thì chúng tôi kính mời quý vị chúng ta vào Đức Ông Đức Bà để kính lễ không vậy? Đức Ông Đức Bà ở tại Tây Lan. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị đảnh lễ Đức Ông Đức Bà. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa xong mời nhà bạn. Kính thưa quý vị, kính chào các anh mình. Giờ đóng gì trời, tại là nó có lúc đẩy lại, tại nó hoàn đậu. Anh ở đâu vậy? Dạ ở gần đây nè, sát bên cách đi vài thước à.
có anh kia anh quay mà anh tên là kêu là anh Tùng Quay đó, anh Tùng Quay đó, miếng gì anh Tùng Quay đó, lớp nhà mới sáng dạ. Dạ, anh ở đó không? Dạ cũng hình như nó cũng cách chút xíu à. Bữa nay anh làm ở đâu mà có cái nón nội em quá anh. Ở nhà mẹ nón đây dưới nón nhà anh đó. Không phải đó nó không có đậy đó. Không thể nào. Cái này nước tẩy thường không à, không có đậy đó. Cái máy giặt mà mấy cổ này nó không dơ. Kính thưa quý vị, các anh tiếp tăng mình rất là vui. Giờ đây thì Tùng Quê cũng xin lui ra để mình đi lần ra phía hậu cần nhau vậy. Kính thưa quý vị thân mến, Tùng Quê sẽ đi vào nơi tiểu bang ánh nắng phát hành xiêm giáp. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì cũng là cái ngày trực của cô Tư. Sáng giờ có khách không cô Tư? Dạ. Kính thưa quý vị, nơi tiểu bang anh nói phát hành sấm giảng thì có phát sấm giảng của thầy. Sấm giảng thì trong đó có một cuốn sấm giảng, một cuốn thi văn và một cuốn tôn chỉ, đúng không vậy? Còn đồ dùng dược đạo thì có tam bảo của quyền chân dung thầy. Cửu quyền thì hai kiểu, tam bảo một kiểu, chuyên dung thầy thì ba kiểu nha quý vị. Và quý vị mà chưa có hay đến đây, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị mỗi người một bộ nha quý vị. Đồ dùng dược đạo thì rất là đầy đủ để cho quý vị một người một bộ thì chúng tôi sẽ tặng hoài luôn quý vị, không bao giờ hết. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, lúc này thì Tùng Quê sẽ đi lần ra phía sau nha quý vị. Hiện tại thì các vị mà vừa quản lý vụ giữ chén đó, những gì phơi rất là khỉ không gì, phơi nắng rất là tốt. Nhưng mà mình giống như là nắng để khử trùng vậy. Các quý vị thân mến, giờ đây thì Tùng Quê đi lần ra phía nơi đây, thấy bà con mình cũng có dùng cơm đây. Kính mấy anh dân phố mình cũng dùng cơm hả? Đông lắm mà sao có ai ngồi à? Dạ. Yeah. Rồi các vị kia chưa dùng ha? Dạ. Kính chào. Cây thật ơi chào. Bữa nay là ngày thứ mấy rồi? Coi như là được mấy ngày rồi? Bữa nay ngày thứ hai. Mới có hai ngày hả? Không có. Đâu có rồi nha. 3-4 ngày rồi. 20 tới nay. 20 đó hen. Dạ. 20 tới nay. Bữa nay 24 ngày rồi. Khách bữa nay cũng không có đồng không? Mình đãi canh hủ qua. Trời, hủ qua lại kìa. Năm sắp hay đòn luôn. Cái gì? Năm mới hủ qua thứ chủ nhật đó. Hôm qua đông ha. Dạ. Hôm qua cũng rồi. Ừ. Ba con. Ba con. Rồi. Kính thưa quý vị, hiện tại các mâm cơm này đã dọn ra để mà các vị làm phong quả, các vị ở trong chùa không cần chào cô Tâm. Bữa nay sao không cười? Sáng nay chắc không chuẩn bị à, bị cơm đầy đủ. Kính thưa quý vị thân mến, ngày mai có công việc rồi. Mẹ kẹt ăn cái này ăn khớp chị. Bên này làm. Dạ đang quay nè chị. Đó. Khớp đó. Quý vị đang gọt khớp chuẩn bị nấu canh chua hả vậy? Canh chua. Chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai hả? Chuẩn bị cho ngày mai. Nấu canh chua nè. Ngày mai là chương trình gì? Củi. Nãy gì chị? Rồi, nãy cho củi chưa. Mấy quý vị mà chở củi xuống hả? Dạ. Cưa củi. Bộ đông lắm hả? 100 người. Nghe nói là nấu 9 mâm 10 mâm. Ủa dữ vậy đó hả? Dạ, cho ăn sáng luôn. Ồ, vậy hả? Sáng ăn trưa luôn, sáng cho ăn nồi bánh canh. Ồ vậy đó. Cho ăn cơm. Vậy hả?
Còn khóm này nấu canh chua ha. Uống cà phê sữa đá luôn. Gái nói chuyện dễ luôn. Mình hỏi tiếp. Em bắt đầu nghe. Làm cái chị mình bà xuống xuống. Không ai nói tới hết. Biết chữ mà không ai nói tới hết. Thấy lo liền. Ở đây là các chị mình trực tiếp hậu cần ở tại chỗ chị hay sạm gì. Mấy chị rất là vui. Nói chung ở đây thì chị nào cũng rất là giỏi hết. Chị nào cũng giỏi hết chứ. Có điều là bà con mình ở trên kênh không biết tên. Không biết tên hết. Không lẽ mình giới thiệu từ tên gì không? Đây là cô ba thành phố. Cô ba thành phố hả? Đây là chị thấy của em ở ngoài chợ Mỹ Lương. Chợ Mỹ Lương. Đây là chị hai của em ở trên Phú Thọ. Đây là chị tư của em, chị tư lần ở trên bên đầu Tân Hưng. Em là đây là cô chính ở trên Tân Châu. Ở Tân Châu hả? Em là Quá Lê. Em là Quá Lê. Em là Quá Lê. Còn em này là ông Điền. Em này là ông Điền. Tôi là em là tên Phượng. Quả Lê chạy má. Ủa, Quả Lê sao quên ta? Quả Lê quá chịu. Quả Lê, Quả Lê nó trong quay hả? Chị Lê chọn mới chị chọn. Quả Lê quá. Quả nói luôn. Có nghĩa là không còn ngại không nữa. Nói quá từ luôn rồi. Không mà Quả Lê của chúng tôi cũng rất là nấu cơm rất là ngon. Thợ đó nha quý vị. Kính thưa quý vị, các vị này đang gọt cái gốc hành quý vị. Cái hành bữa nay sao mà lá đâu hết rồi còn gốc không à? Sâu quá rồi. Vậy hả? Ồ vậy à. Vậy là mình làm vậy là nhiều quá mình luốt luôn hả? Êm quá quý vị. Bởi vì nói chung là chùa thầy thì bà con mình quân tặng mình cái gì, cho mình cái gì thì mình cứ việc nhận hết. Thì cái nào sử dụng được sử dụng, còn thí dụ mà trường hợp dùng không hết thì mình cũng tặng lại chỗ khác ha. Vậy thôi. Rồi, kính chúc quý vị vui vẻ. Kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi có một cái quả lê. Quả lê đang ở đâu? Quả lê. Không mà hình như tên Lê thằng mà bữa đó giới thiệu tên Lê phải không? Cũng hợp tình hợp lý thôi đó, đúng rồi. Nói chung cái vị này phải nói là cải trắng luôn hả? Cải trắng quá đẹp. Một cái đỏ thêm hả? Đâu luôn. Mời nước canh nữa. Cái đồ gì các vị mình rất là vui. Mời gì đó. Bây giờ mình lưu ra nha. Tính tuổi gì chị hai mình đang sửa sạn đồ ăn những gì quá ngon không gì ơi. Khô khô. Khô khô hả? Dạ. Chị Hằng ơi. Đang chuẩn bị những cái chảo khô khô. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Chào chú. Bữa đó nói là tổ mình ở đâu đây nè, quên rồi. Khởi Long Ô Môn. Khởi Long Ô Môn. Tân Lộc Thốt Nốt. Tân Lộc bộ hợp tác hả? Hợp tác. Ồ. Bởi vì Khởi Long Ô Môn. Mình ra đoàn mình cũng lâu lắm rồi mới trở lại chùa rồi đó ha. Tổ này bà con mình hôm nay 4 ngày rồi, thấy tình hình sao? Cũng chẳng ổn. Vẫn ổn. Chào mấy chị. Nhìn coi có ai quen không? Không ai quen hết. Hả? Dạ. Không kệ, tự nhiên đi. Rồi công chuyện xong hết chơi đó chị. Mời hả? Chuẩn bị cho ngày mời. Ngày mời hình như hơi có khách hay gì đó nghe, phải không? Không biết, tại vì ngày nào có thay làm mà mời á. Vậy hả? Đúng rồi. Có khách là bên kia. Mình ở đây là lo bình thường. Đang làm món gì chị? Nói ra thì sao đồ kho lại đi. Đồ kho. Nói bình thường. Dạ, đồ kho. Cũng hơi đặc biệt chế biến ha. Dạ.
nhớ đừng bao giờ xài phèn phe bằng chua. À, anh kiểm tra có rau cải hết chưa hay còn gì đó nặng mơ chở phải không? Sao mơ chở phải không? Sao biết không? Ông là chuyên gia mà chở rau mà. Đây là anh tên gì quên rồi ta? Hải. Anh Hải chuyên chở rau nha quý vị. Rau củ. Cái thao như biết. Thao gia vị là. Ở đây là các anh trong tổ mình nha quý vị. Ở Ôn Môn. Như vậy là mình còn 6 ngày nữa. Còn 6 ngày nữa. 6 ngày nữa. Để tới ngày 29 đó. Ồ tới ngày 29 đó hả? Rồi mình ngồi đây mình uống với các anh mình ly nước. Anh bộ là chuyên gia nấu cơm hay sao mà thấy anh ở gần cái nồi cơm? Tôi thì ít nhưng mà mình phụ thôi. Phụ thôi ha. Chứ phụ. Không phải cái là chính của nồi cơm lại. Có một người là ca đó, đó đó anh đó đó hả bé đó đó à. À, là trộm với quản lý về nước nôi nước nôi rồi ha đâu đó cho nó vừa đó là bé đó mày đó có nghĩa là cái người quản lý nấu cơm là mấy giờ thức quản lý nấu cơm là khoảng 3 giờ là phải thức 3 giờ là phải thức 3 giờ là phải thức không thể thức trễ được à. Một ông một giải quyết hay là có thể thức theo vài người nữa thức theo vài người cả cả đoàn gần với cả đoàn luôn cả đoàn phải thức luôn phải thức luôn chứ không phải bằng nướng à không có thể nướng được nếu nướng được nếu nướng là sáng không có cơm ăn yeah. Còn nấu cháo thì phải từ 2 giờ rưỡi là cái ông nấu cháo là riêng đó hả ông nấu cháo đó là ông nấu riêng đó ông thức sớm 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 nữa hả 2 rưỡi ồ vậy hả nhóm lửa ồ vậy hả còn cơm nè thì 3 giờ nhưng mà nó chậm chín hơn cháo nữa À, kính thưa quý vị, mình được biết các anh mình là rất là nhiệt tình khi đến đây để mà tham gia tổ nấu cơm của chùa Ông Bà Tự. Rồi khi đi nhân lực là khoảng 20 mấy người, người ta nghe nói như vậy. Và tất cả các anh các chị mình cùng đi là nhờ nhân lực là đầy đủ, còn cộng thêm nữa là phải mang tiền theo. Để làm vậy hả? Mang tiền theo làm vậy? Mang tiền theo nha ông này nói nè, ông mang tiền theo để ông để thí dụ mà cần thiết ông mua tàu hũ rồi gần như ông cũng xuất tiền ra nữa. Phải nói là tinh thần quá mạnh mẽ. Mua mình thấy mua. Dạ, cái gì cần dùng? Dạ, dạ. Ông bao phê cho ông uống cho phà đó, ông không uống đó. Bây giờ thưa quý vị, đây là các anh các chú mình là chuyên nấu cơm. À rồi nấu cháo nữa phải không? Chiên nấu cơm nấu cháo. À giống như là nấu nước luôn. Rồi các chú các anh mình là đang phục vụ tại chùa Ông Bà Tự. Các chú mình là Ô Môn rồi ở Thúc Lốt nữa hả? Ờ đúng không? Thúc Lốt luôn. Hợp tác. À, phải nói là thấy mấy chú rất là làm việc cực mà gương mặt rất là vui. À thì phải nói rất là quý. Rồi kính chúc các anh các chú mình luôn khỏe nha. Để làm tiếp tục. Thôi cháu à cái thưa quý vị, các chú các anh mình rất là vui quý vị, mình nãy giờ tâm sự cũng ở đây mình uống nước rồi kính chúc các anh mình mạnh khỏe để tiếp tục làm. Thôi cháu à cái thưa quý vị các chị mình đang dùng cơm, đây là tổ nấu cơm nha quý vị, nãy giờ quay mấy anh về quay mấy chị nha. Thân mến là giờ này thì cũng sắp tới giờ cơm rồi. À các thưa quý vị thân mến, giờ đây thì thùng quê bắt đầu dùng cơm nha mọi người. Tới giờ dùng cơm rồi. À, chị Hai Xà sẽ lo bữa cơm này rất là chu đáo. À đây là các anh Thu Năng. Bữa cơm. Dạ. Bữa cơm rất là ngon nha. Chú ăn tới. Giao lộ chấm với kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tùng Quê xin trở lại chương trình. Nãy giờ thì Tùng Quê cũng có công việc một chút.
giờ đây thì Tùng về trở lại lúc này không mười mấy, 11 giờ mấy rồi, 11 giờ rưỡi rồi. Thì hôm nay thì sự kiện ở tại chùa thì cũng không có điều gì mới thôi, cũng là như vậy. Bà con thì đi tới lui chùa để lễ bái thì cũng rất là thương, không có đông, nhưng mà lúc nào cũng có bà con mình phải cúng. Trời hôm nay thì nắng cũng khá tốt. Chú Sáu, chú dắt trường này, chú Sáu vẫn ở đây cái gì? Dạ. Dạ. Chú Thu thì thằng dạ. Hiện tại mình thấy có một bình bông nhỏ này thì cũng có một cái vị nào đó đi vô đây cúng Phật. Ở Hương Đăng sẽ có bình đưa cho quý vị và cái gì sẽ cấm liền cũng như cấm một bình bông đơn sơ mà rất là đẹp. Cho mấy đứa rồi được rồi, mấy con tự nhiên mấy con ở Bình Thanh Đông hả? Dạ. Hôm nay đi chùa để Phật. Thôi cúng tự nhiên ha. Chào mấy con. Có hai em học sinh có lòng đến cúng Phật quý lắm, mình ngưỡng mộ. Lần qua hôm nay đẹp chưa? Lần qua đó bữa nay anh cắm hả? À. Kêu mà gọi là Ly. À, Ly đúng rồi. Ly, hả? Hàng ngày thì em thấy đó là bông trang, sao bữa nay bông trang không có mà lại có Ly là có Ly. Cái Ly ta đem lại nhiều quá. Nhiều dư. Dư cái chúng ta không có bông trang giờ mình lên đưa lên Ly lên. Tàu. Ly thì rất là đẹp, nãy giờ tôi cũng thấy rồi, quay nãy rồi. Thì cái người mà cúng bông Ly này hình như là ở Chợ Mới hả? Cái này cúng thường là cúng thường là mới. Ở Chợ Mới đâu phải không? Đăng ký đâu phải không? Ừ, Chợ Mới. Dạ, Chợ Mới là riêng, còn cái này nó là có một người cúng riêng đó vậy. Cúng cúng riêng, người ta đi cúng vậy thôi. Ờ vậy hả? Thành ra có bông thành ra mình cắm vô. Mình cắm luôn. Ờ. Đây là thợ cắm bông anh Bảy của chúng tôi. Phải nói là lúc nào ở nơi đây nếu bình thường thì sẽ có một mâm bông. Đó là bông trang. À, có người đăng ký nếu mà một lần mà mỗi lần mà hết mà bông héo nơi đây cái mâm bông trang mà héo thì có bông trang khác tới liền, đặc biệt hôm nay thì bông Ly. Do là bà con đến cúng nhiều nên thành ra anh bảy cắm một cái bình bông rất là đẹp dâng lên cho thầy. Là bông Ly để tượng trưng thấy có cái nghĩa rất đẹp và tươi cũng vườn hàng nghi cho sạch sẽ trang nghiêm có đốt mà hương có là gọi trầm hương hả, trầm hương luôn đúng hả? Dạ. Trầm hương mình để trong đa, trong này cái đó kia bằng cái để trong kia đó kia bằng cái có tên đẹp lắm. Bữa nay có không anh? Nay có trầm không? Bữa nay có hình như không thấy ra lên khói. Không á, chưa đợi. Hết rồi. Đang trầm hương. Nhiều khi bà con mình đem cúng mà mình phải cúng. Đốt. Đốt lên. Bởi vì mà tất cả đồng đạo chúng ta ai cũng vậy đều quý trọng đức thầy. Nên thể hiện lên nhiều cách, thấy không? Nhiều cách. Trong đó có cúng bông nè,
Rồi có thể thể hiện lên một cái giới nghi rất là trân trọng. Rồi có người thì muốn đốt trầm hương thôi vậy thôi, để thể hiện tấm lòng của mình, tất cả đều vậy. Thầy thì cũng nhiều khi lắm lúc mình nói thật sự ra, thầy là Phật rồi cũng không nhu cầu gì hết, nhưng mà tại vì tấm lòng của mọi người. Có thấy cái hai cái đèn chưa? Đèn gì? Đèn trong đó. Sao? Chưa thấy hả? Chưa. Đấy. Không biết. Mới có hay gì? Có, mới đây. Giới thiệu hai cặp đèn luôn. Này, hai cặp đèn để trên, đúng rồi, này mới rồi nha. Cái này ở trên bàn của Đức Phật Thầy Tây An, quý vị. Để mình xem trước coi làm sao hai cặp đèn mỗi lần mình thấy ở chính giữa là có một cái này kêu bằng là linh vị. Linh vị của thầy. Linh vị của Đức Phật Thầy. Hay. Rồi hai cái đèn này sao? Đèn này của đồng đạo đến hiến, cả là ca sĩ Kim Tho, là cả là kêu bằng là qua hào Kim Tho đó. Kim Tho à? Rồi Kim Tho ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Hồ Chí Minh. Đem về đây thì ở ngày cũng có thể hơn tuần. Có nghĩa là khi mà cái vị nghệ sĩ này muốn cúng cho chùa mình, nhưng mà chưa biết đặt ở đâu phải không? À, chưa đâu. Rồi đem ra đây ý kiến chung. Ý kiến chung. Lúc mà đặt lên đây là nghệ sĩ đó biết không? Biết. Biết hả? Lên đem lên chung lên. Gì đó ha. Thì khi mà mình hợp xong mình quyết định là chỗ này để được thì nghệ sĩ vẫn đem cho tôi đây. Ồ, mà cặp đèn này giá trị nó tới 40 triệu luôn nha. Ồ, dữ vậy. 40 triệu à? Thưa quý vị thân mến, vậy là chúng tôi được biết đây là một nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Hoa hậu chứ nghệ sĩ Hoa hậu Kim Thoa. Tự nhiên lại tặng cho chùa mình một cặp đèn, quý vị. Mà cặp đèn này như vậy là chỉ giá tới 40 triệu nha quý vị. Đây mình cho quý vị biết luôn, thật sự mình cũng không phải là mình muốn phe, nhưng mà thấy là có một vị có tấm lòng như thế này, thì thôi, ở chùa thì mình có bổn phận phải làm sao mà mình đặt cái vị trí cho nó đúng để mà cho nó có công đức ha anh Bảy. Đúng rồi. Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì là Tùng Quê cũng xin được tạm dừng phim hôm nay. Hôm nay là ngày 24 tháng Giêng 2024 âm lịch, là Tùng Quê có thực hiện một bộ phim tại chùa. Thì hôm nay thì mình thấy thì những sự kiện thì cũng y như hàng ngày. Thì để đặc biệt là Tùng Quê có tập trung hơi các nơi thờ phượng nhiều hơn, những cái ngôi thờ để mà cho bà con mình chiêm ngưỡng, lễ bái và thầm kính lễ nha quý vị. Để rồi mình có được nhiều cái công đức. Thì mong rằng quý vị xem mà có điều chi sơ xuất thì mong quý vị cũng thông cảm cho. Và giờ đây thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng phim. Cuối phim thì Tùng Quê cũng kính chúc quý vị được bình an, hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Nhất là Tùng Quê sẽ giờ nhắc nhở rằng tất cả bà con và Tùng Quê cũng cố gắng thực niệm Phật thật nhiều, gắn nhớ chữ Di Đà, gắn nhớ câu niệm Phật, bởi vì lục tự Di Đà mà Đức Thầy đã dạy, niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp, thiền từ thì rửa lại non bồng. Quý vị mong rằng quý vị chúng ta ai cũng có nghiệp, có tạo nên nghiệp lực nhiều đời nhiều kiếp, mà muốn cho cái nghiệp này tan biến thì phải niệm Phật thật nhiều thì nghiệp nó mới tan được. Những gì hay là làm nhân ái ác tư bệnh tật, mình đem tình thương đến cho mọi người, mình làm những gì thì tương lai cái bệnh tật mình nó cũng được tiêu tan. Thì mong rằng toàn thể quý vị cố gắng thành tâm niệm Phật cùng với Tùng Quê. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây Tùng Quê xin kính chào.